cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tối ngày 26 tháng 4. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 26 tháng 4. Sau đây là những nội dung chính được phát trong chương trình hôm nay. Tin thế giới: Hawaii gia hạn lệnh ở nhà cho đến hết ngày 31 tháng 5. Thủ tướng Anh sẽ quay lại làm việc vào tuần sau. Singapore Airlines gia hạn hủy 96% chuyến bay đến hết tháng 6. Thái Lan mở lại sân bay Suvarnabhumi sau một tháng. Tin tại Việt Nam: WHO công nhận bộ kit xét nghiệm của Việt Nam. Bệnh nhân thứ 91 phi công người Anh dương tính trở lại. Thời tiết bất thường xảy ra tại nhiều nơi. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại châu Mỹ, Nhà Trắng bác bỏ tin đồn thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế. Tạp chí Politico đưa tin hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 4, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar vì những sai lầm ban đầu của việc xử lý đại dịch COVID-19. Politico cũng đưa ra một danh sách các ứng viên thay thế. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin này. Người Mỹ đổ xô đến các bãi biển. Một đợt nắng nóng đã đưa hàng ngàn người dân California đến các bãi biển mở ở Newport Beach và Huntington Beach vào ngày thứ 6 và thứ 7, mặc dù tiểu bang này đã yêu cầu người dân ở nhà. Thống đốc California, ông Gavin Newsom đã phải yêu cầu những người đến đây phải thực hiện giãn cách xã hội. Hawaii ra hạn lệnh ở nhà cho đến hết ngày 31 tháng 5. Thống đốc David Ager tuyên bố hôm thứ Bảy, lệnh ở nhà trên toàn tiểu bang cho Hawaii đã được gia hạn lệnh đến hết ngày 31 tháng 5. Trước đó, nó đã được thiết lập đến ngày 30 tháng 4. Hawaii đã sụt giảm 98% lượng khách du lịch đến tiểu bang này kể từ khi quy tắc kiểm dịch 14 ngày được đưa ra để ngăn chặn dịch. Tại châu Âu, Thủ tướng Anh sẽ quay lại làm việc vào tuần sau. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson sẽ quay trở lại làm việc vào ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 4. Ông Johnson đã vượt qua căn bệnh COVID-19 sau khi được chăm sóc đặc biệt trong 3 ngày. 8 đơn vị xét nghiệm virus di động của quân đội Anh bắt đầu đi khắp đất nước với mục tiêu là 100.000 xét nghiệm mỗi ngày. Tiếp theo là hơn 96 đơn vị sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 5. Anh Quốc phát hiện thêm 4.913 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 148.377 ca, trong đó có 20.319 ca đã tử vong. Tại Đức ghi nhận tổng số 156.513 ca nhiễm, trong đó có 5.877 ca đã tử vong. Hàng chục người biểu tình ở trung tâm Berlin hôm thứ Bảy để phản đối phong tỏa đã bị cảnh sát bắt giữ. Trước đó, Đức đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với hoạt động công cộng và áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 17 tháng 3. Hiện nước này được đánh giá là phản ứng nhanh và đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh. Các nước tại châu Á: tại Trung Quốc, nguy cơ từ những ca tái dương tính sau 2 tháng xuất viện. Theo Reuters cho biết vào ngày 22 tháng 4, hàng chục bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc đã cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau nhiều ngày phục hồi. Một số người xuất hiện dương tính sau 70 ngày, còn có rất nhiều người khi xét nghiệm âm tính thì 50 đến 60 ngày sau mới phát hiện ra dương tính trở lại. Điều này cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ chính những ca tái dương tính đã xuất viện. Bản thân những người này cảm giác tinh thần suy sụp vì họ không biết chuyện gì có thể xảy ra và khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh bị cách ly. Iran tiếp tục là vùng dịch lớn nhất châu Á với 89.328 ca nhiễm, trong đó có 5.650 ca đã tử vong. Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura đã tự cách ly hôm 25 tháng 4 sau khi biết ông đã tiếp xúc gần với một số quan chức văn phòng nội các đã bị nhiễm bệnh. Nhật Bản đối mặt với làn sóng COVID-19 trong bệnh viện và tàu du lịch. Hiện tại, nước này có nhiều cụm bệnh viện lớn, bao gồm trung tâm ung thư Hokkaido ở Sapporo, nơi đã phát hiện ra 57 ca dương tính từ ngày 16 tháng 4. Tại Tokyo, có bệnh viện đa khoa Eichu với ít nhất 36 trường hợp tử vong trong số 201 ca nhiễm. Bệnh viện Nakano Egota với ít nhất 92 ca. Hiện tàu du lịch Costa Atlantica cập cảng Nagasaki cũng đã ghi nhận ít nhất 148 ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm tại Nhật hiện là 13.231 ca, trong đó 360 người đã tử vong. Singapore lo mất dấu F0. Một thống kê đặc biệt đáng lo ngại tại Singapore là có khoảng 68% trường hợp lây lan trong cộng đồng được coi là mất dấu F0, khiến cho nhiều người nghi ngờ còn rất nhiều chuỗi lây nhiễm chưa bị phát hiện tại nước này. Bộ trưởng Y tế Kang Kim Yong nói rằng ca F0 có thể có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nên họ không bị phát hiện. Vào ngày 25 tháng 4, Singapore Airlines đã gia hạn hủy chuyến bay trên phạm vi rộng thêm một tháng nữa đến hết tháng 6 để đối phó với đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Tại Thái Lan, theo Bangkok Post ngày 26 tháng 4, Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất nước này sẽ khôi phục hoạt động từ ngày 1 tháng 5 sau một tháng ngừng hoạt động để chống dịch bệnh. 3 lao động người Việt ở Thái Lan đã được xác định mắc COVID-19. Theo báo Pioneer Mail ngày 26 tháng 4, trong số 53 ca mới ở nước này có 3 người Việt là lao động nhập cư. Những người này sẽ được đưa đi khám nghiệm phổi và được cách ly điều trị. Tin tức tại Việt Nam: WHO công nhận bộ kit xét nghiệm của Việt Nam dành cho COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa chính thức công nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y nghiên cứu, công ty Việt Á sản xuất sau 5 vòng thử nghiệm và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt. Trước đó, bộ kit này đã được Cơ quan Quản lý Thuốc và các Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận bán hàng tự do tại khu vực EU và Vương quốc Anh, đồng thời dán nhãn CE. Thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy bộ kit đạt độ nhạy 100% trên mẫu bệnh phẩm có chứa 2,5 phiên bản virus corona trở lên. Hiện tại, bộ kit này đã được xuất đi một số nước như Phần Lan, Ukraine, Campuchia, Ba Lan, v.v. Theo báo Tuổi Trẻ sáng ngày 26 tháng 4, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhân thứ 91, ca nhiễm COVID-19 duy nhất còn điều trị tại TP.HCM đã dương tính trở lại với virus corona, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, tiên lượng còn nặng. Và cuối cùng là một số thông tin về hiện tượng thời tiết bất thường. Mấy ngày gần đây, mưa đá dồn dập xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La. Có nơi hạt mưa đá to tới 7cm, thậm chí có viên đá giống hệt ảnh vi điện tử của virus corona. Đây là đợt mưa đá gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản, nhất là trong 7 đợt xảy ra từ đầu năm đến nay. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu tháng 4 đến nay đã ghi nhận xảy ra 39 trận dông lốc, mưa đá, sét, chủ yếu ở các khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ. Trước đó, tại Trung Quốc, đêm ngày 24 tháng 3, một trận mưa đá đột ngột cũng trút xuống Trùng Khánh, cũng mang theo những viên đá to và hình giống với virus corona, khiến cho nhiều người lo sợ về hiện tượng tự nhiên kỳ lạ này. Kính thưa quý vị, hiện tượng mưa đá xuất hiện xưa nay nhiều người đã biết, nhưng hình viên đá như hình virus corona mà quý vị vừa thấy là hiện tượng thời tiết kỳ lạ. Quý vị hãy chú ý chăm sóc sức khỏe và theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để đảm bảo công việc cũng như những dự định ra ngoài của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tối nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự nhiên. Kính chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi bên gia đình và người thân. Và đừng quên thư giãn cùng chúng tôi trong chương trình Radio Sống Đẹp được phát sóng vào 21 giờ tối hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.